Trong khi đó, cái T-Roster họ khóa lại Ozier dành cho Dolph ở khu vực đứng giữa để gia tăng thêm một chút khả năng gây sức mạnh phép thuật ở giai đoạn sau khi mà họ đã sở hữu rất nhiều các bài gây sát thương vật lý rồi. Và nếu như xét về late game thì tôi đang thấy đội hình của cái T-Roster rất đáng sợ với cả Ozier cũng như Aphelios. Những con bài DPS trong cái giai đoạn mà 2 cho tới 3 món đồ phết và anh ta hoàn toàn có thể có được những cái tín hiệu đẩy đường tốt hơn và thậm chí là gây áp lực vào con Ozier ở trong giai đoạn đầu tương đối yếu đến từ vị trí của Dolph. Khả năng đẩy đường đến từ Dolph ở những cấp độ đầu tôi nghĩ cũng tương đối là ổn để coi quyết định của anh ta sẽ là như thế nào, bởi vì anh ta đang đối mặt với một mẫu chiếc tướng có khả năng áp đảo ở khu vực lane khá là tốt như con bài Lucian, thì cũng sẽ là một trong những cái thử thách rất là lớn dành cho anh ta nha. Chúng ta vẫn cần phải có những cái tín hiệu tiếp theo để sẽ biết xem rằng là con cua nó có ảnh hưởng quá nhiều ở trong cái cục diện ở thời điểm hiện tại hay không. Cánh trên có tình huống gay từ Croco làm choáng thành công đến từ Doran, cấp sau đã có, và đây là tình huống làm choáng thành công với sát thương dồn vào quá nhiều đến từ bộ đôi bên phía của Lipsabok, và mạng đầu tiên dành cho Croco. Doran, tôi cảm giác như anh ta hơi chủ quan thì phải. Lần về nhà đầu tiên của bài Irela có hai cách để có thể hướng tới. Một là lên cái huyết trượng theo cách rất thông thường. Hai là bạn sẽ cố gắng hướng lên cho mình đấu cái giày thủy ngân khi mà cái kèo thi đấu của bạn là cái kèo đánh sức mạnh phép thuật. Và chưa kể đó có rất nhiều hiệu khống chế như là con bài Kennen nữa. Thì giày thủy ngân sẽ là một cái món trang bị khá là tối ưu dành cho Doran. Nhưng có lẽ như cái lượng tiền của anh ta trong cái lần về nhà vừa rồi nó cũng không thật sự là binh. Chúng ta nghĩ được rằng là một con Aphelios nó sẽ gặp những cái thua thiệt, nhưng đó là cú đá ngược đến từ vị trí của Croco, dính bão sấm sét và lấy bảng điểm số ở vị trí của Gideon. Doran bung chiêu cuối, anh đã cố gắng hạ gục một người, đó là vị trí của Enforce nhưng không thành công. Với lăn thua bụng rồi. đến từ Enforce thì anh ta có điểm hạ gục trong pha thi đấu vừa rồi, với khả năng dồn sát thương đến từ bốn người bên phía của Lissabok, và 3-0 dành cho Lissabok, cộng thêm một kèm một con nữa ở phút thứ 10 để cho họ. Như đã nói, nếu như họ thấy Giron xuất hiện ở trên bản đồ và vào tầm để có thể tấn công là họ sẽ triển khai ngay lập tức. Vừa rồi là một cái pha lựa chọn mục tiêu hoàn toàn chuẩn xác đến từ đội hình đến từ bên phía của Lipsavox, đặc biệt là Roko. Anh ta thấy rừng của phía đối phương di chuyển như vậy, anh ta đá đối phương về có người hướng, đó chính là Smith cũng như lại Fox với cú lăn biển long bụng tốc biến và thùng rượu nổ của mình. Và đây là một pha mở rồng sớm đến từ Croco với con rồng thứ hai của bản đấu. Rút đánh khá là hay trong tình huống xử lý vừa rồi. Nếu như không có sự cover đến từ rút thì chắc chắn là Firekit sẽ phải nằm xuống trước cái áp lực tấn công đến từ Smith trong tình huống dịch chuyển vừa qua. Cái áp lực nó vẫn đang là rất lớn ở cánh trên, và đúng như anh Vinh nói, Lissabok hoàn toàn có thể có một pha stick lại, thậm chí là họ chỉ cần hai thành viên thôi thì cũng đã có được cho mình cái trụ đầu tiên của bản đấu. Trụ đầu toàn bản đồ dành cho Smith và Croco ở nửa trên của bản đồ. Em cũng không biết nói như nào anh Linh ạ, nhưng mà từ từ đã khi mà KT Roster đang có một cái tình huống mà muốn áp lực vào khu vực hàng sứ giả cái nứt. Họ đã có nhiều người hơn, thậm chí là đang có một cú di chuyển rất là sớm đến từ vị trí của Firekit lên để có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình. Với việc đông nhân sự hơn thì KT Roster họ sẽ lấy được con sứ giả thứ hai của bản đấu. Trong khi đó thì Dove đang muốn tay đôi với Prince. Prince bị đẩy ngược mẹ, dính một hit đến từ chủ, mất luôn nội tải đến từ cái đồ huyền thoại của anh ta, chính là cái nỏ từ thủ. Nhưng Prince vẫn lùi về được mà không mất bất cứ một phép bổ trợ nào. Trong khi đó thì Dove anh ta đã phải đầu tư cú dịch chuyển để có thể phòng ngự cái trụ bột ở khu vực đứng dưới rồi. Đứng giữa vừa rồi cũng có một pha đánh nhau, và Doran đã phải mất cho mình cú tốc biến để có thể lùi về vị trí an toàn. Họ muốn tranh chấp với đội hình của phía đối phương. Đang có một tình huống muốn giao tranh ở đây khi Gideon lao thẳng vào thiên đỉnh kiếm đã được sử dụng đến từ Zeus, dịch chuyển với một con Kennen của trong tay của Samit, và Zeus không còn gì để chạy nữa cả. Anh ta cố gắng giữ chân Samit, mọi thứ dồn vào người trên đường trên bên phía của Lissabok, tiếp tục là thiên đỉnh kiếm đóng đồng hồ để câu giờ. Có định mệnh với gọi đến từ Prince, cú đẩy đến từ vị trí của Dov hạ gục thành công được Samit. Bên phía này thì Fate bắt buộc phải lùi về với cả tốc biến cũng như là cái truy cùng diệt tận của mình. KT Roster thắng trong một tình huống mà họ ra vào giao tranh tốt hơn so với lại bên phía của Lissabok. Hạ gục thành công được Samit, không còn một công cụ để có thể giao tranh đến từ Lissabok nữa, và đây sẽ là con rồng thứ ba của bản đấu, và con rồng thứ hai sẽ thuộc về bên phía của KT Roster mà thôi. Khi mà Coco không cướp được đến từ Rogo. Cũng khá giống tôi luôn, tôi người khá chính trực nên không có muốn cướp gì hết trong tình huống vừa rồi. Thật ra cái pha vừa rồi chỉ có một cái điểm được, mà đầu tiên chúng ta nói đến cái điểm được đến từ bên phía của Lissabok trước đi ha. Cùng xem tình huống nhỏ này trước cái đã. Anh ta đã giữ được, anh ta đã cướp được cho mình đó là con bùa xanh cho pha thi đấu đó. Lần này không giống tôi nữa rồi. Rồi Doran không về được dưới. Ôi, Fed rất nhanh tay. 2-1, Doran không còn tốc biến. Nhưng ta có những người đồng đội ở phía sau. Đây tình huống cố gắng để có thể quay ngược trở lại. Đô vẫn có được cái lượng sức mạnh để có thể tạm thời lùi các thành viên đến từ bên phía của Lipsabok. Tôi nghĩ rằng là cái tình huống đó là một cái tình huống mà hơi vội từ Doran. Cái quyết định đâm kiếm ngay sau khi anh ta sử dụng cái
Bước nhảy vào vụ nó vô hình chung khiến cho cái tốc độ phản xạ từ phết là đủ để anh ta có thể lùi về với một... Với cái nên hướng lên cho mình đó là những cái món trang bị như là cái đồng hồ và đai hỏa tiễn, thì cái ý đồ đến từ Summit là sẽ cố gắng đánh giao tranh cùng với những người đồng đội của mình. Cái điểm được đến từ bên phía KT trong ván thi đấu này được chênh lệch về tiền, họ không bị giãn cách quá nhiều, vẫn chỉ là cái con số đâu đó rơi vào khoảng chừng 3.500 mà thôi, là con số mà tôi nghĩ rằng chấp nhận được trong cái bối cảnh là bên phía của KT cũng không có bị áp lực về những cái tài nguyên rồng nữa. Bắt đầu khởi động Gabaron dành cho bên phía của Lipsambox rồi. Hạt thông nổ vừa rồi bị phá đến từ Ford. Họ đang cố gắng tập trung đội hình và bắt đầu chuẩn bị có một cái phương án để thể giao tranh. Các bạn đừng quên rằng cái con mắt được cắm vào khu vực bù đỏ là cái con mắt dùng để dịch chuyển dành cho Summit. Summit thì đang lựa thế để có thể vào cùng với những người đồng đội của mình. Baron chỉ còn lại cho mình đó 4.000 máu mà thôi. Có dây vò nha, có Roko để có thể trừng phạt, và quyết định đến từ Summit là dịch chuyển về cái hướng những người đồng đội của mình đang ăn. Định mệnh vẫy gọi không được kích hoạt. Và đó là một pha thi đấu mà Enforce cũng đã phải lên bảng điểm số. Chiến công nào, vinh quang nào chả cần phải có sự hy sinh. Vậy Enforce chấp nhận hy sinh dành cho những người đồng đội của mình cho pha xử lý đó. Một pha dịch chuyển đến từ Fate để có thể đẩy xuống cánh dưới của bản đồ, khu vực cánh trên. Đó chính là cái đợt lính đang được cố gắng chậm. Khu vực đường giữa là hai thành viên đến từ bên phía của Lipsambox. Họ đang muốn đẩy cả ba đường. Họ vừa có được một con Baron đầu tiên và đấu lượng trụ là 5-0. Vẫn chưa có bất cứ một cái trụ nào để cho bên phía của KT roster cả. Lượng tiền giãn cách càng ngày càng nhiều. Và thừa thế sốc lên, Lipsambox có thêm cho mình một dòng nữa, một dòng thứ 5 vào đấu. Và trong những cái lợi điểm cũng như cái điều kiện thắng của họ bắt đầu được dần hình thành rồi, thì bây giờ họ chỉ phải gặp một cái bài toán, đó chính là cái linh hồn rồng lửa. Nhưng mà rồng thì còn 4 phút nữa, một khoảng thời gian cũng khá thoải mái dành cho bên phía của KT để có thể up cho mình đó những món trang bị thứ 3 và sẵn sàng tranh chấp cùng với đội hình của phía đối phương ở xung quanh khu vực hang rồng ở thời điểm sắp tới. Chúng ta thấy được rằng đây là một cái ván đấu mà từ nào Enforce có một pha lăn bung tốc biến, và anh ta muốn đẩy tốc biến rất kịp thời đến từ người chơi đi rừng bên phía KT roster để anh ta không bị đẩy văng vào vị trí nguy hiểm. Khả năng trả sát thương ngược trở lại đến từ Fikin với súng thiên lý cũng là khá ổn ở tầm xa và khiến cho các thành viên bên phía của Lipsambox không dám tiến lên quá cao nữa. Giật dây vò làm chậm. Nào, cú lao vào rất đẹp đến từ Summit với ba người. Chúng bão sấm sét và tiếp tục là định mệnh vây gọi đẩy Enforce về. Thêm cho nó một cú lăn bung, cú đá ngược về đến từ vị trí của Croco. Rất nhiều mạng nằm xuống đến từ bên phía của KT roster, họ bị quét sạch bởi Lipsambox. Và đây sẽ là một tình huống đẩy thẳng xuống khu vực đường dưới dành cho Lipsambox mà thôi. Mọi thứ khá là chấp nhoáng dành cho bên phía của Lipsambox với cái tình huống xử lý vừa rồi. Họ đánh nhau ở khu vực đường giữa, nơi mà pha mở giao tranh đến từ Summit là không thể nào tuyệt vời hơn. Anh ta giữ chân được ba thành viên của phía đối phương. Lực thương gây ra trong pha giao tranh đó vẫn sẽ là khá dành cho ông bài Kennen. Và quan trọng là cú định mệnh vĩ tuyệt vời tiếp theo đó đến từ Green về Ford. Và chưa kể đó, đâu anh ta định mệnh vẫy gọi hất tung được 4 thành viên, sau đó anh ta có cú lăn bụng trúng vào 3 thành viên. Trong một thoáng chốc, đội hình đến từ bên phía của KT bị đóng băng đâu đó khoảng chừng 4 giây. Đó là một cái khoảng thời gian quá lâu để cho cái lượng sát thương từ dàn ngoài đến từ bên phía của Lipsambox để có thể xả vào. Không còn cơ hội bật ngược trở lại, một đội hình kiểu như là những cái chiêu cuối trên diện rộng được triển khai một cách rất mực do bên phía của Lipsambox trong cái tình huống giao tranh đó.